Hello, mình xin chào cô chú. Hôm nay con mới về một lô hồ điệp vòi. Đây là ngày 16 tháng 12 2018. Và sau đây thì con đang có màu trắng, màu đỏ ớt, màu đốm, màu xanh và màu hồng. Trắng, đốm, đỏ ớt, xanh, hồng. Tổng cộng là có 5 màu cô chú. Và sau đây con xin giới thiệu từng hình cây và màu sắc của nó. Và đây là mặt hoa màu hồng nữa chú. Trong hình thì nó tươi hơn nha chú, tại con quay trong cái điện thoại nó không bị tươi lắm. Đây là màu hồng. Ở ngoài thì màu sẽ tươi hơn nha cô chú. Màu hồng này có giá là 160.000. Tất cả đều là 160 nha cô chú. Chỉ có màu trắng là size 180-200 thôi. Màu hồng này là 160.000. Cây rất là to nha cô chú. 160.000, đây là màu hồng. Lá rất là to và đẹp. 160.000, cây đều đang vào hoa nha cô chú. Màu vòi màu hồng này có giá là 160.000. Đây là mặt hoa màu màu đốm nha cô chú, có giá là 160 luôn. Mặt hoa có màu đốm. Là hình cây màu đốm nha cô chú. Cây rất là to. Lá nó có 10 xăng này. Màu đốm nha cô chú, đều đang nhú vòi hết rồi. 160.000. Đây là màu đốm. Cây đều rất là đẹp nha cô chú, lá xanh mướt. Tất cả đều đang nhú vòi. Đây là màu đốm 160. Đây là mặt hoa màu đỏ ớt cô chú. Màu đỏ ớt nha cô chú. Giờ 60.000, chỉ có màu trắng là cây nó to hơn nó sẽ mắc hơn thôi. Cây đều rất là to. Đây là màu đỏ ớt nha cô chú. Con sẽ lựa cây đẹp nhất cho các cô chú. Và cây đều đang là nhú vòi. Và đây là màu xanh của chú. Giống như kiểu vàng chanh vậy. Hoa này cũng rất là đẹp. Tại chụp hình nó không được rõ lắm nha cô chú. Đây và đây là màu xanh nè cô chú. Cây này nó cũng to hết trơn. Cây rất là đẹp. Đây là màu xanh. Đây là mặt hoa màu hồng nè cô chú. Hoa rất là đẹp. Và tiếp theo xin giới thiệu, đây là mặt hoa màu trắng cô chú. Đây là mặt hoa màu trắng nha cô chú. Và đây là hình cây màu trắng cô chú. Và cây nào có hai vòi á là có giá là 200. Đây. Cái này là bụi rất là to luôn nha cô chú. Đây là bụi lớn nên nó có giá cao. Nó hai vòi. Mấy cái giò hai vòi đây là 200 hết nha cô chú. Đây, và đây là một vòi nè. Một vòi thì nó có giá là 180. Cây nó cũng y chang như vậy, chỉ là nó có một vòi thôi. Một vòi là 180.000 cô chú. Hai vòi là 200. Một vòi là 280. Số điện thoại của con là 0908 846 804. Địa chỉ Vườn Lan, phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An.